Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, rãnh áp thấp ở phía Bắc sẽ bị đẩy dịch xuống nước ta, kết hợp với vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao. Vì thế, Bắc Bộ trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, có lúc có mưa, mưa rào, kèm theo dông. Mưa dông lượng khá sẽ tập trung trong khoảng đêm nay và sáng ngày mai. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực vùng thấp. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong đêm nay và sáng ngày mai ở khu vực Bắc Bộ giảm. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ duy trì trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Hệ thống gây mưa ở miền Bắc cũng tác động đến thời tiết các tỉnh miền Trung, nên tại khu vực Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình, trong đêm nay và ngày mai có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực này giảm thấp, chỉ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Các khu vực còn lại của Trung Bộ thời tiết ít có sự thay đổi, vẫn là trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai vẫn chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, nên trong ngày vẫn sẽ có mưa nắng gián đoạn, có mưa rào và dông một vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa sớm nên nhiệt độ trong ngày mai ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều không cao. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ là từ 31 cho đến 34 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.